Xin chào các đồng chí và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói đến cái từ là từ or, cái từ nor với vai trò là từ nối các thành phần chủ ngữ ở trong câu. Cũng phải nói luôn rằng là cái từ or với từ nor có thể đóng vai trò khá là nhiều vai trò trong câu tiếng Anh. Nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau lắm. Tuy nhiên, vì chúng ta đang ở trong cái phần là subject and verb agreement, cái sự hòa hợp của chủ ngữ với động từ, chính vì vậy mình chỉ nhắc đến chúng nó với vai trò là từ nối giữa các thành phần ở trong chủ ngữ. Các thành phần có thể bao gồm là các đại từ với nhau, hoặc là các danh từ với nhau, hoặc là giữa danh từ với đại từ với danh từ, không vấn đề gì cả. Nhưng mà hãy cùng xem là nó sẽ được chia theo động từ nào. Thì thực tế một cái là cái or hay là nor chính là một phiên bản rút gọn của cái cấu trúc là either A or B với cả neither A nor B mà mình nói ở bài trước rồi. Tức là với either A or B hoặc là neither A nor B, động từ sẽ chia theo cái thành phần chủ ngữ đứng sát động từ nhất, đó nên là be. Và đây cũng vậy thôi, vì là một phiên bản rút gọn nên là nó chỉ gọn hơn về mặt hình thức, chứ còn về nội dung thì nó cũng như nhau. A or B, động từ sẽ chia theo B vì nó gần nhất. Mà A nor B, động từ vẫn cứ chia theo B bởi vì B là thằng gần nhất. Ví dụ thế này, ví dụ chúng ta một vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc, tức là mình bảo là you or she is wrong, hoặc là she or you are wrong. Đó, câu đầu tiên là cậu hoặc cô ấy sai, cô ấy là she, mà she là cái thành phần chủ ngữ đằng sau cái or và nó gần động từ nhất, chia thôi, she is wrong. Tuy nhiên, she or you are wrong, you số nhiều lại gần động từ nhất nên động từ sẽ chia theo nó, you are wrong, thế thôi. Và sau khi tranh cãi một lúc, một hồi xong mình thấy chán quá rồi, tranh cãi với kiểu này cũng chẳng làm gì mà thôi, không tranh cãi nữa là hơn. Ok, không phải cậu, không phải cô ấy, mình sai, cậu không sai, cô ấy không sai. Cái kiểu ở đây sẽ là she know you are wrong, hoặc là you know she is wrong. Tất nhiên, cái động từ to be vẫn sẽ chia theo cái thành phần chủ ngữ gần nó nhất. Nếu mà gần nhất là you thì là are, nếu mà gần nhất là she thì là he. À, còn một cái nữa phải lưu ý, đó là mình thường khi làm những cái việc là số ít với số nhiều chia động từ này thì mình toàn dùng cái kiểu mà thì hiện tại đơn, tiếp diễn, hoàn thành, tức là những thứ liên quan đến thì hiện tại hoặc là thì tương lai gần. Bởi vì sao? Bởi vì thì quá khứ đơn hay là quá khứ hoàn thành nói chung thì nó không phân biệt số ít, số nhiều. Chính xác là như thế. Thậm chí cái từ will hoặc là moreover nó không quan trọng đến chủ ngữ số ít, số nhiều đâu. Nhưng mà bọn hiện tại này, bọn tương lai gần này, nó lại cần sự khác biệt về chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều. Kiểu như là I do, you do, we do, they do, nhưng mà she do, he do và it do. Chính vì thế, ví dụ của mình về cái số ít, số nhiều, về cái sự hòa hợp của chủ ngữ động từ đa phần, hỏng, chúng ta phải 99% sử dụng các thì hiện tại. Thế thôi, và nhớ or hay nor đóng vai trò là nối các thành phần của chủ ngữ thì nó cũng áp dụng với kiểu là either A or B, neither A nor B, tức là thành phần chủ ngữ nào ở sát với động từ nhất thì chia động từ theo thành phần chủ ngữ đó. Và vì sau hôm nay có một cái nữa, có một bài ôn tập về cái đống này, nên các bạn cố gắng xem xét kỹ cho mình, nhìn kỹ cho mình, tập trung cho mình và ghi chép vào. Cái khép màn hình lại thì cũng ok đấy, nhưng mà viết lại một lần thì nó cũng là dễ để nhớ hơn. Một lần viết là một lần nhớ rồi, chăm chỉ phải thế chứ, phải làm sao.